Chào mừng tất cả các anh em. Thì rất là vui, cũng lâu lắm rồi Hải lại chưa có dịp để mà livestream cũng như là quay chia sẻ cho anh chị em những cái thông tin, những kiến thức mới trong cái nhóm đồ họa đi làm, học và chia sẻ của mình. Thật ra là đúng trong cái dịp này, dịch corona và theo lệnh của chính phủ, đúng, chúng ta cách ly ở nhà, nhà cách ly nhà, công ty cách ly công ty, đúng không ạ, cấm tụ tập vân vân, và tạo điều kiện nhiều hơn để chúng ta có thể là quay vào bên trong, ngẫm lại những cái gì chúng ta đã làm một thời gian qua, ôn lại những kiến thức, kết nối lại những cái mối quan hệ một cách chậm rãi hơn, một cách là bình thản hơn, và một cách vui vẻ và hào hứng hơn, đúng không ạ? Với góc nhìn của bản thân Hải thì đại dịch này nó không làm cho mình lo lắng quá nhiều, nhưng mà chúng ta không có chủ quan, và chính về giai đoạn này là giai đoạn để chúng ta có thể chậm sống chậm lại một chút, đầu tư vào cho bản thân mình một chút, đúng không ạ? Và hôm nay để mà bắt đầu một chủ đề và chào mừng lại cái buổi chia sẻ này, thì Hải sẽ bắt đầu chia sẻ với anh chị một ít phút, một chút về những cái khái niệm là về xoay quanh đến việc là thiết kế một cái logo và làm thế nào để có những cái tiêu chuẩn và những cái quy định, những cái luật nào để chúng ta có thể tạo thành một logo một cách hoàn thiện nhất, tốt hơn nhất. Thì đây là những cái quy tắc chung mà hiển nhiên là trong quá trình sáng tạo thì chúng ta sẽ không theo một cái quy tắc nào cả, mà nhưng mà chúng ta nhắm vào, đi vào những cái xu thế của thời đại mới và dùng những cái kiến thức mà chúng ta đã học để chúng ta là hoàn thiện thêm mình hơn, đúng không ạ? Và tất cả những kiến thức này để các anh chị tham khảo chúng ta làm sao để có thể tốt hơn. Thì các chị đều biết đâu là thiết kế logo là một trong những cái công việc vô cùng ý nghĩa. Ý nghĩa đây là gì ạ? Nếu như chúng ta tạo ra một cái biểu tượng, một cái hình tượng mà nó gắn với một cái doanh nghiệp, vẫn gắn với một cái doanh chủ khởi nghiệp, và họ đi với họ suốt đời, thì sự thành công của họ là có những cái dấu ấn của mình, đó là điều rất là vô cùng ý nghĩa. Và khi họ thành công thì bản thân các anh chị chúng ta là những rất vui, giống như chúng ta là góp phần để sinh ra, để tạo nên thương hiệu đấy. Ví dụ có những cái thương hiệu hiện nay là mình đang làm, họ rất là thành công, giống như là chuỗi hệ thống Anna Cafe, đúng không? Và thứ hai là hệ thống giáo dục và du lịch Lingo Connector, và công ty cửa lưới chống bụi New Day, và một số những cái doanh nghiệp khác mà Hải đã từng làm. Thì thỉnh thoảng sẽ chia sẻ với anh chị những cái kinh nghiệm, và không những là thiết kế logo không, mà chúng ta lại xây dựng cho họ một cái hình ảnh và một cái hình bộ nhận diện thương hiệu để làm thế nào để mà đồng hành tốt hơn. Vậy thì có những cái yếu tố nào, những cái luật nào trong cái logo mà chúng ta cần phải lưu ý? Cái đầu tiên á là cái luật quan trọng nhất, đó là luật cân bằng, đúng không ạ? Nó giống như là khi chúng ta đi đi xe máy hay là đi xe đạp, nếu chúng ta không giữ được cái cân bằng thì chúng ta sao ạ? Dễ bị ngã, bị đổ, đúng không ạ? Kể cả trong thiết kế là chúng ta cũng tương tự như vậy, nghĩa là cần có một sự cân bằng. Cân bằng đây là để giúp chúng ta nhìn nhận một tác phẩm, một cái thiết kế nó cảm thấy là đối xứng hơn, một cách là dễ chịu hơn, và một cách là thuận hơn. Và luật cân bằng ở đây nó phù hợp các đối với một số mẫu design hiện nay là trên thị trường đang có rất là nhiều. Thì chắc là sắp tới thì Hải sẽ chia sẻ một số những cái thiết kế đó để và Hải đã ứng dụng để các anh chị cùng hình dung qua. Và luật cân bằng ở đây nó có hai loại, hai hình thức luật cân bằng, đó là luật cân bằng đối xứng, và nó biểu thị tất cả qua thế này, chiều cao này, chiều rộng này, được sắp cách đặt một cách đối xứng với nhau, giống như là chúng ta là đôi bàn tay chúng ta mặt trước mặt sau để sắp xếp rất là đối xứng với nhau. Và cái luật thứ hai trong cái luật cân bằng này là luật cân bằng bất đối xứng. Đối xứng là không đối xứng với nhau, và nó không, và khi tất cả các yếu tố được sắp xếp một sự đối xứng với nhau, cắt bằng bất đối xứng, thì nó được thiết lập một cách là ngẫu nhiên phá cách nhiều hơn. Nhưng mà thông thường thì chúng ta hay sử dụng cái lực cân bằng đối xứng, thì cảm thấy là nó hài hòa, nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Và nếu anh chị nào thật sự là mong muốn phá cách hơn nữa thì có thể dùng những cái lực cân bằng là bất đối xứng. Và cái luật thứ hai nó quan trọng, đó là luật nhịp điệu. Nhịp điệu đó anh chị tưởng tượng giống như là một cái nốt nhạc, đúng không? Hay là một cái tần sóng liên kết, nghĩa là nó có sự lên xuống nhịp điệu rõ ràng, có to có nhỏ, có sáng có tối, có âm có dương trong một cái thiết kế logo đó. Và có giống như là một sự lặp lại, đúng không? Nhịp điệu có thể gọi là sự lặp lại trong một cái tác phẩm logo. Hoặc là các chị thấy là một cái thiết kế logo hình tròn, và ở giữa thì có một cái hình vuông, và xung quanh nó còn một hình tròn khác đó. Và cái luật thứ ba, và cái luật này vô cùng quan trọng, không chỉ là áp dụng trong logo mà áp dụng trong tất cả những thứ khác như poster, study, vân vân, đó là luật điểm nhấn.
hay gọi là chúng ta hay nghe cái khái niệm về điểm vàng, vân vân, hoặc là tỷ lệ vàng, vân vân, và nghĩa là trong một thiết kế logo cũng tương tự như vậy. Chúng ta cần chú ý là điểm nào là điểm mấu chốt, điểm nào là điểm điểm nhấn để tạo nên một cái sự tập trung cho thị giác khi một nhìn vào và quan sát một cái logo, đúng không? Và cái điểm nhấn là vô cùng quan trọng trong tất cả các mọi bản thiết kế, kể cả khi anh chị trang trí vào nhà cửa, vân vân, mặc đồ, chọn đồ, rất là nhiều thứ khác nữa. Và cái thứ tư đó là luật đồng nhất. Luật đồng nhất này tạo nên sự hài hòa, liên kết những cái yếu tố diện mạo, vân vân. Sự đồng nhất ám chỉ đến sự hợp nhất của tất cả các yếu tố trong một cái thiết kế. Đồng nhất ở đây là gì? Chúng ta có tạo ra những cái hình ảnh này, những cái màu sắc này, làm nào để nhìn đồng màu với nhau, cùng thuận về hình thức với nhau, đúng không ạ? Và ví dụ như là cùng hệ màu đỏ, cùng hệ màu xanh, cùng hệ màu đen, cùng hệ nóng hay lạnh, vân vân, nghĩa là tạo ra một sự thống nhất hình tròn phối hợp với hình vuông, làm sao cho mà nó hài hòa. Thì những cái ví dụ này thì Hải sẽ chia sẻ lên cho các anh chị xem sau một thời gian tới với những cái tác phẩm. Và cái luật thứ năm đó là vô cùng quan trọng, và đây là một cái mà phong cách thiết kế của Hải là áp dụng theo cái luật này, đó là luật về đơn giản. Nên là trong một thiết kế thì anh chị thấy là càng đơn giản càng tốt, nghĩa là hạn chế về màu sắc càng nhiều càng tốt, đặc biệt là trong logo thì chúng ta sử dụng tối đa 3 màu là nhiều nhất, đúng không? Hoặc là đơn màu, nhưng mà với Hải thì tối đa là 3 màu. Và có những anh chị phát cách thơ là dùng chuyển màu, vân vân, thì nó cũng tùy theo cái mục đích của mình, nhưng mà với một số những cái tác phẩm hay là phần lớn những cái tác phẩm trong xu thế hiện tại này là làm theo phong cách là vô cùng đơn giản. Đơn giản là không quá cầu kỳ, nhiều hiệu ứng quá. Có một số anh chị thì trong quá trình mà Hải làm việc á, thì có một số bạn kỹ thuật rất là tốt, nhưng mà chúng ta hay lạm dụng những cái kỹ thuật hiệu ứng shadow rồi effect rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng nhìn vào thì nó cảm thấy là nó rất là rối, rất là phức tạp, và nhìn vào thì rất là khó hiểu để mình tìm ra được là cái đặc sắc cho một thế, và người nhìn vào người ta thấy là đây là một sự không chuyên nghiệp, nghĩa là kỹ thuật nhiều nhưng mà lại không chuyên nghiệp trong sử dụng. Và đây là năm cái điểm yếu tố vô cùng quan trọng để cho anh chị có thể tham khảo ứng dụng trong cái thiết kế sắp tới của mình. Và phần chia sẻ trao đổi ngắn của Hải đến đây thì tạm dừng, thì hẹn các anh chị trong những cái video tiếp theo. Và anh chị hãy comment, đúng không ạ, comment và chia sẻ và góp ý chân thành để những cái video sau thì Hải có thể có những cái điều chỉnh tốt hơn về mọi mặt, về nội dung, về kiến thức, về hình ảnh, về những cái kinh nghiệm trải nghiệm hơn gần 10 năm qua Hải làm trong ngành thiết kế sáng tạo và làm cho một số những công ty và tập đoàn lớn giống như Viettel, New Starland, vân vân, tập đoàn Vietcen và một số những cái công ty nước ngoài mà Hải đang làm. Và hiện nay là một số cái logo đã phát triển đi tận bên Mỹ, đúng không? Giống như Nom Nom này, một số những cái label, những cái nhãn cho một số công ty dược phẩm, thực phẩm ở tại thị trường Mỹ, đặc biệt là Hải cũng có những cái thị trường nước ngoài giống như Hàn Quốc, Úc. Và thì sắp tới sẽ chia sẻ với các chị để chúng ta cùng nhau giao lưu học hỏi nhiều hơn. Vâng, chào các chị ạ, chúc các chị ngoan ạ.